Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đã đến chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Xin kính chúc quý vị có một tuần mới thật an lạc trong chánh pháp và thành tựu mọi Phật sự. Chương trình ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đảnh lễ chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào dịp xuân mới. Thành phố Hồ Chí Minh, Tăng đoàn Phật giáo Sri Lanka thăm chùa Minh Đạo và văn phòng kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hà Nội, Sơn Môn Tổ Đình Bồ Đề gặp mặt đầu xuân Canh Tý. Kiên Giang, chùa Phật Quang tổ chức họp mặt đầu năm xuân Canh Tý 2020. Mở đầu chương trình bản tin hôm nay sẽ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 2, nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến vấn an chư tôn thiền đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp xuân Canh Tý. Trưởng đoàn Sư Cô Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc và đông đảo Phật tử đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vấn an Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sư Cô Thích Nữ Giới Tánh gửi lời vấn an và chúc hỏi sức khỏe, chúc Hòa thượng Pháp thể an khương, mãi là bóng cây đại thọ cho hàng hậu học noi theo. Hòa thượng cũng tán thán đến với Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc và những lời chúc tốt đẹp đến với đoàn cùng quý Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Trưa cùng ngày, đoàn cũng đến chùa Kandaranshi, đường Trường Quốc Thảo, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, vấn an Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, trụ trì chùa Kandaranshi cùng chư tăng tại chùa. Sư cô gửi lời chúc đến với Hòa thượng được an vui trong ánh hào quang chư Phật, thân tâm thường an lạc. Phật sự viên thành, Hòa thượng Danh Lung cũng nêu cao công tác Phật sự của Chủ tịch Hội Phật tử tại Hàn Quốc, luôn dẫn dắt Phật tử tu học đúng chánh pháp của Như Lai. Cuối ngày, đoàn cũng đến chùa Thiên Châu tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Vấn an Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, trụ trì chùa Thiên Châu. Thay mặt đoàn sư cô đã có những lời thăm sức khỏe và những lời chúc đến với Hòa thượng, vạn sự cát tường và thành tựu mọi Phật sự. Hòa thượng cũng động viên Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc luôn nỗ lực để giúp cho Phật tử tại hải ngoại tu tập ngày một nâng cao kiến thức của Đạo Phật. Chiều ngày 1 tháng 2 vừa qua, nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý, Phái đoàn Phật giáo Sri Lanka thăm chùa Minh Đạo và văn phòng kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tại đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng đoàn là Hòa thượng Yamanada, Tổng thư ký Giáo hội Tăng già, Cố vấn Bộ Tôn giáo, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Thế giới, Hòa thượng Bunyashiri, Giáo sư trường International University of the East, Thượng tọa Banna Ratana Agiriya Maha Viharaya, Chùa Xá Lợi Răng Phật Dalada, Maligawa, Đại đức Shilananda Agiriya Maha Viharaya, Chùa Xá Lợi Răng Phật, Sư cô Bikuni Dahodara. Tiếp phái đoàn có Đại đức Thích Như Quang, Trị sự Chùa Minh Đạo, cùng các trưởng phòng kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV. Nơi đây, đoàn dân thời kinh cúng dường chư Phật và hồi hướng chúng sanh thanh bình an lạc. Thay mặt phái đoàn, Hòa thượng Yamananda rất xúc động và hoan hỷ trước tình cảm của chư tăng chùa Minh Đạo dành cho phái đoàn. Ngài có lời chúc đến chư tôn đức chùa Minh Đạo được một mùa xuân an lạc, kiết tường tâm an trong hào quang của chư Phật. Đại đức Thích Như Quang cũng gửi lời chân thành đến đoàn có chuyến thăm chùa trong dịp Tết cổ truyền dân tộc, chúc đoàn có chuyến Phật sự thành tựu tại Việt Nam và có những bó hoa tươi thắm gửi tặng các thành viên trong đoàn. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm văn phòng kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng trưởng đoàn Phật giáo Sri Lanka cũng có lời thăm hỏi và chúc cho các thành viên kênh Phật sự online có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với Phật giáo Việt Nam trong công tác truyền thông Phật giáo và hứa sẽ hỗ trợ nhiệt tình khi phóng viên tác nghiệp tại Sri Lanka. Thay mặt chư tăng chùa Minh Đạo và kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, Đại đức Thích Như Quang đã gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các thành viên trong đoàn và chụp ảnh lưu niệm tại phim trường kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Thưa quý vị, vào những năm thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Đức Đệ Nhị Pháp Chủ, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch
đã ấn định cho Tăng Ni Sơn Môn Bồ Đề hàng năm họp mặt đầu xuân vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Truyền thống có được để giữ gìn như một truyền thống tốt đẹp sinh hoạt tập thể tăng đoàn của Sơn Môn. Năm nay, ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý, toàn thể Tăng Ni Sơn Môn Bồ Đề đã vân tập về Tổ đình Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, họp mặt đầu xuân dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, trưởng Sơn Môn, cùng sự tham dự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Toàn thể Tăng Ni đã vân tập về Đại Hùng Bảo Điện, đỉnh lễ Tam Bảo, sau đó là nghi lễ niêm hương đỉnh lễ Tổ Sư, đỉnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Đệ Nhị Pháp Chủ. Tiếp theo là nghi thức hành tuế Chư Tôn Đức Tăng Ni và họp mặt trong Sơn Môn. Tại đây, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm vô cùng hoan hỷ bởi theo truyền thống, cứ đến ngày 8 tháng Giêng hàng năm, đông đảo hàng đệ tử, Pháp Tôn trong Sơn Môn Tổ Đình Bồ Đề đều có mặt đông đủ, cùng ôn lại những công việc của năm cũ và bàn về những hoạt động Phật sự trong năm mới. Cũng nhân dịp này, Hòa Thượng đã nhắc lại về những tấm gương tu tập của các vị tổ, với mong muốn mỗi người trong Sơn Môn hãy noi theo gương chư tổ, tinh tiến trau dồi tam vô lậu học, đưa Phật giáo ngày càng phát triển, làm rạng danh con cháu dòng họ Thích nói chung và Sơn Môn Tổ đình Bồ Đề nói riêng. Buổi chiều cùng ngày, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cũng trở về chùa Vạn Phúc, thôn Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lễ Phật lễ tổ nhân dịp đầu xuân mới, khép lại một ngày gặp mặt đầu xuân ấm áp tình thầy trò, tình pháp lữ. Sáng qua, mùng 9 Tết năm Canh Tý, tại chùa Phật Quang, số 83 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức buổi họp mặt đầu năm Canh Tý. Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Phật Quang, Giám đốc Trung tâm Từ thiện Giáo hội Phật Quang, Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Từ thiện Giáo hội Phật Quang, Đại đức Thích Tuệ Tánh, Phó Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Giám viện chùa Phật Quang, Thầy thuốc nhân dân bác sĩ Trần Thủy Cần, Trưởng Ban Bảo trợ Trung tâm Từ thiện Giáo hội Phật Quang, ông Hà Chí Dũng, Trưởng nhóm doanh nhân 15 tháng 6. Buổi họp mặt còn có sự tham dự của đông đảo Phật tử, nhân sĩ trí thức, Ban Bảo trợ Trung tâm Từ thiện Giáo hội Phật Quang, quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong tỉnh. Mở đầu buổi họp, Đại đức Thích Tuệ Giải đã thay mặt Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang điểm lại những hoạt động trong năm 2019 về các công tác an sinh xã hội. Trong năm qua, với sự hướng dẫn lãnh đạo của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn về mảng thông tin truyền thông, khi đã tiếp cận kịp thời những nơi vùng sâu, vùng xa bị thiên tai tàn phá, qua đó giúp đưa thông tin chính xác đến với mọi người, giúp cho bà con bị thiên tai được giúp đỡ một cách nhanh chóng. Cũng trong năm, với sự hướng dẫn của Thượng tọa và sự giúp đỡ của Thầy thuốc nhân dân bác sĩ Trần Thủy Cần đã giúp cho Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang cũng như nhà trẻ nhân ái được phát triển ngày càng tốt hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn gửi lời tri ân công đức đến các Phật tử, mạnh thường quân đã đồng hành cùng nhà chùa trong công tác từ thiện xã hội, chăm sóc nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang và nhà trẻ nhân ái. Hưởng ứng tích cực các Phật sự mà Ban trị sự tỉnh hội đề ra, Thượng tọa cũng nêu lên những thành tựu đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự của chùa Phật Quang trong năm 2020 và kêu gọi quý Phật tử, quý nhân sĩ trí thức, các nhà mạnh thường quân hỗ trợ công tác trùng tu, sửa chữa, nâng cấp cơ sở từ thiện, Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Từ thiện Xã hội Phật Quang. Đại diện cho Ban Bảo trợ Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang phát biểu, Thầy thuốc nhân dân bác sĩ Trần Thủy Cần đã đề xuất một số giải pháp lên Ban Giám đốc điều hành trung tâm nhằm giúp cho Từ thiện Xã hội Phật Quang cũng như các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ngày càng tốt hơn. Đại diện cho các giới Phật tử cũng đã phát biểu góp ý để cùng đưa ra những giải pháp thiết thực cho công tác từ thiện xã hội và thể hiện tích cực hơn nữa vai trò hộ pháp đồng hành cùng với nhà chùa trong công tác Phật sự trong năm 2020. Cũng trong buổi họp đầu năm, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã phổ biến đến quý Phật tử về dịch cúm Corona và căn dặn mọi người cách phòng tránh về căn bệnh này. Đồng thời, Thượng tọa cũng gửi tặng những món quà xuân vô cùng ý nghĩa đến với mọi người nhân dịp đầu năm mới. Thưa quý vị, dịch viêm đường hô hấp cấp virus Corona đã trở thành một loại dịch bệnh đáng báo động và có nguy cơ lây lan rất lớn trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều chùa, từ viện trên khắp cả nước đã tổ chức tặng khẩu trang kháng khuẩn miễn phí cho bà con Phật tử.
tại thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều chùa tặng khẩu trang y tế miễn phí, trong đó có chùa Viên Giác và chùa Thiên Chánh. Vào buổi tối ngày 1 tháng 2, tại chùa Viên Giác số 193 Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác đã truyền tải công văn của Hội đồng trị sự đến Phật tử đạo tràng chùa Viên Giác và tổ chức phát khẩu trang cho đồng bào Phật tử khi tham dự khóa lễ Kỳ An hội tại chùa. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác, Đại đức Thích Trí Thông, phó trụ trì chùa Viên Giác cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tại chùa và quý Phật tử gần xa tham dự. Hàng năm tại tự viện Phật giáo đều tổ chức khóa lễ Kỳ An với mong muốn cúng dường Tam Bảo, nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam được mưa hòa gió thuận, người người lạc nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thịnh trị, và nương nhờ vào công đức Tam Bảo để cầu nguyện cho thiên tai nhân họa, tật bệnh tiêu trừ, cho cuộc sống con người được bình an hạnh phúc. Cầu nguyện là do tâm thành của chúng ta, và thành tựu được hay không là nhờ vào phước duyên của tổ quốc, của mỗi người. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, sống nơi quốc gia nào cũng nhớ về sự bảo bọc của quốc gia, chúng ta phải làm những việc thiện, đem hết những thành tâm để nguyện cầu cho đất nước thái bình, cho nhân dân an lạc. Đó cũng là lời cầu nguyện cho những người công Phật nói riêng và tất cả con dân nước Việt Nam cũng như kiều bào các nơi đều mong muốn mọi người được an cư lạc nghiệp. Nếu chúng ta muốn điều lành thì phải có nhân tốt. Nhân tốt ở đây là do chúng ta trong cuộc sống tạo ra. Do đó, trong dịp đầu năm, lời sớ nghĩa là lời cầu nguyện được chư Tăng thay cho quý Phật tử dâng lên Đức Phật với mong ước tự thân, gia đình, những người xung quanh chúng ta được an lành và đó cũng là ý nghĩa của lễ cầu an. Nhân ngày đầu năm mới, những lời sớ dâng lên nguyện cầu hồng ân Tam Bảo che chở cho quý Phật tử một năm mới an lành hạnh phúc. Theo Thượng tọa, trong lúc hiện tại, những dịch bệnh rất nhiều, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm ngăn ngừa và giữ gìn. Chúng ta phải đem tâm từ bi của người công Phật giúp đỡ cho những người không may. Với khẩu trang chùa gửi đến quý Phật tử, giúp tâm mỗi người an lành hơn khi đến chốn linh thiêng dâng hương lễ Phật. Dịp này, chùa còn gửi đến mỗi quý Phật tử tham gia lễ Kỳ An, hai hộp xôi và một chai nước, với mong muốn quý Phật tử trong năm mới sẽ được sung túc an vui. Chiều ngày 1 tháng 2, nhân dịp lễ khai đàn Pháp hội Dược sư đầu xuân Canh Tý 2020, chùa Thiên Chánh, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức truyền tải công văn số 027/CV-HDTS về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona đến Phật tử đạo tràng chùa Thiên Chánh và tổ chức phát khẩu trang cho đồng bào Phật tử. Quan lâm và tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Quảng Tiến, trụ trì chùa Thiên Chánh, chư tôn đức tăng các chùa, tự viện trong và ngoài thành phố, cùng hơn 300 Phật tử đồng về dự lễ khai đàn Pháp hội Dược sư. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Tiến cùng Phật tử nhất tâm trì tụng kinh Dược sư, làm các thiện sự, hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, hồi hướng cầu nguyện an lành đến tất cả chúng sinh muôn loài. Đại đức trụ trì cho biết, Pháp đàn Pháp hội Dược sư, tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thế dân an, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh phù hợp với tinh thần chánh tín của Đạo Phật, tạo điều kiện để bà con Phật tử, người dân đến chùa dâng hương lễ Phật, cầu nguyện an lành đến người thân và gia đình nhân dịp đầu xuân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, tại Pháp hội Dược sư năm nay, Đại đức Thích Quảng Tiến đã đọc công văn số 027/CV-HDTS, nhằm phổ biến thông tin về dịch bệnh cũng như lời quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trị sự Hòa thượng Thích Thiện Nhân đến toàn thể đồng bào Phật tử. Trước sự khan hiếm về mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn, chùa Thiên Chánh đã thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho bà con Phật tử tham dự lễ khai đàn Pháp hội Dược sư và bà con Phật tử thành phố. Tại khu vực miền Bắc, thời điểm này đang là mùa diễn ra rất nhiều lễ hội truyền thống thu hút hàng vạn người dân, Phật tử đi lễ hội, du xuân và thắp hương dâng lễ Phật. Riêng tại chùa Bái Đính Ninh Bình, nơi thu hút rất nhiều Phật tử và du khách đến thăm, đã được chư tôn đức và Phật tử chùa quan tâm thực hiện việc tặng khẩu trang nhằm phòng chống dịch bệnh virus corona gây ra, đảm bảo sức khỏe cho bà con trong dịp lễ chùa đầu năm.
Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành công văn số 027, công văn Hội đồng Trị sự về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona. Ngày 2 tháng 2 năm 2020, tại Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, hơn 10.000 khẩu trang y tế được chuẩn bị phát miễn phí cho du khách, Phật tử tham quan, lễ Phật nhân dịp đầu xuân Canh Tí. Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì Chùa Bái Đính đã cùng Phật tử nơi đây trực tiếp trao khẩu trang hoàn toàn miễn phí cho quý Phật tử nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh khi tham quan chùa. Được biết, năm nay tỉnh Ninh Bình là nơi đăng cai năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề Hoa Lư Cố Đô ngàn năm với nhiều chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 6 Tết vừa qua, Chùa Bái Đính chính thức lễ khai hội Xuân Canh Tí 2020 và lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Để đảm bảo an toàn cho bà con, cũng như thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, lễ hội tại Chùa Bái Đính những ngày qua cũng giảm quy mô. Vì vậy, du khách hành hương về đây chiêm bái không đông như mọi năm. Chư Tôn Đức đã chuẩn bị các công tác hỗ trợ, đối phó với dịch corona và 10.000 chiếc khẩu trang y tế đã được trao tận tay người dân tham quan lễ bái. Xin được chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, đầu năm là dịp để mọi người cùng nhau cầu nguyện một năm mới an lành, chúng sanh an lạc. Vừa qua, tại rất nhiều chùa, từ viện trên khắp cả nước cũng đã tổ chức khai đàn dược sư và cầu an đầu năm. Trong các ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, nhằm ngày 7 đến ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tí, trên 300 Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh đã vân tập về chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, dự lễ cầu an đầu năm. Trong 3 ngày, quý Phật tử đã được nghe các thời pháp thoại nói về ý nghĩa cầu an đầu năm, việc đi chùa và tu tập trong năm mới, tụng kinh vô lượng thọ. Mở đầu lễ khai pháp, đại diện đạo tràng đã dâng lời tác bạch, khánh tuế thượng tọa trụ trì cùng chư tăng, nguyện cầu hồng ân mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, gia hộ pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ để dìu dắt hàng Phật tử trên bước đường tu hành giải thoát. Đáp lời, thượng tọa trụ trì đã hứa khả và chúc nguyện cho quý Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an, luôn tinh tấn tu hành theo chính pháp của Đức Phật. Trong bài pháp đầu tiên của năm mới, thượng tọa trụ trì đã nói về phong tục tập quán của người Việt Nam khi đi chùa đầu năm mới với tâm lý cầu an, cầu may, cầu tài lộc nhưng chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của việc đi chùa và khuyên Phật tử cần nỗ lực tinh tiến, làm nhiều điều phúc, điều thiện để chung lo xây dựng xã hội đất nước giàu đẹp. Đặc biệt, Phật tử cần hộ trì chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem lại hạnh phúc an lạc cho tự thân và xã hội. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn Đức và quý Phật tử đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh, tụng đại bi thập chú, nguyện cầu thiền môn được hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, nhân dân an cư lạc nghiệp. Thông lệ hàng năm vào tối ngày 8 tháng Giêng nhằm ngày 1 tháng 2 năm 2020, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Minh Nhuần, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn, thành phố Rạch Giá, chư tăng tại tỉnh xá đã trang nghiêm tổ chức lễ khai đàn dược sư cầu quốc thới dân an. Pháp hội dược sư mở ra bằng sự thành tâm và tấm lòng chí kính của người con Phật, mong muốn một năm mới luôn tràn đầy sự bình an, sung túc, mạnh khỏe và niềm hỷ lạc vô biên. Hướng dẫn buổi lễ có Đại đức Thích Minh Khải, trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, phó trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn cùng chư tôn đức tăng, các Phật tử tỉnh xá Ngọc Sơn thực hiện theo nghi lễ truyền thống. Toàn thể hội chúng đồng niệm hương bạch Phật, sái tịnh và khai kinh dược sư. Sau nghi thức khai đàn, Đại đức Thích Minh Khải giải thích thêm về ý nghĩa đàn dược sư, cầu an cho toàn thể hội chúng hiểu thêm về Đức Phật dược sư. Dịp này thực hiện theo công văn số 027 trên CV HDTS của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức cũng tuyên truyền đến các Phật tử về ý thức, trách nhiệm để mọi người chung tay cùng xã hội phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Được biết, khóa lễ tụng kinh dược sư tại tỉnh xá Ngọc Sơn sẽ tiếp tục được duy trì vào mỗi tối kéo dài đến rằm tháng Giêng năm Canh Tý. Quý vị vừa theo dõi phần tin lễ cầu an đầu năm Canh Tý tại chùa Từ Xuyên, Thái Bình. Lễ khai đàn dược sư cầu an đầu năm tại tỉnh xá Ngọc Sơn, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần tin chùa Phước Trường, Tiền Giang tổ chức lễ cầu an đầu năm mới. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chùa Viên Giác, thành phố Hồ Chí Minh khai đàn pháp hội dược sư. Tối qua ngày 2 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 1 năm Canh Tý, chùa Viên Giác phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai đàn pháp hội dược sư Xuân Canh Tý năm 2020. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác,
Đại đức Thích Trí Thông, Phó trụ trì chùa Viên Giác, cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tại chùa và quý Phật tử gần xa tham dự. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Chân, sám chủ đàn tràng cùng toàn thể chư tăng chùa Viên Giác đã cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng, niêm hương tôn tượng Đức Phật, Dược Sư, an vị trang nghiêm tại Pháp hội. Thượng tọa trụ trì chùa Viên Giác khai kinh Dược Sư, toàn thể Pháp hội cùng trì thọ, trì kinh Dược Sư trong không khí trang nghiêm màu nhiệm tại Pháp đàn. Toàn thể tăng ni và Phật tử đồng xướng tụng danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quán Vương Phật để cầu nguyện Phật giáo hưng thịnh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Được biết vào lúc 18 giờ hàng đêm, từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng Giêng, Phật tử sẽ vân tập về chùa Viên Giác để tụng kinh Dược Sư cho đến khi bế đàn. Sáng hôm qua ngày 2 tháng 2, nhằm ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý, Sư Cô Thích Nữ Tuệ Nguyên, trưởng Ban Văn hóa Phật giáo huyện Gò Công Đông, trụ trì chùa Phước Trường, ấp Nam, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm tổ chức khóa lễ cầu an đầu năm Canh Tý. Qua lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Kiên, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Gò Công, Hòa Thượng Thích Chân Phước, Thượng tọa Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Giác Ngộ, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Đông, Thượng tọa Thích Bửu Hòa, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Đông, chư tôn đức tăng ni trong và ngoài huyện cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Tại buổi lễ, đạo tràng cung tỉnh chư tôn đức quang lâm tổ đường, thắp hương đảnh lễ chư tổ sư, niêm hương bạch Phật tại chánh điện. Thượng tọa Thích Bửu Hòa, Trưởng Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh đã cử hành lễ sái tịnh, chính thức khai đàn cầu quốc tế dân an năm Canh Tý. Chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử đã đồng tụng kinh Phổ Môn và trì thần chú Đại Bi. Thượng tọa Thích Bửu Hòa, đại lao chư tôn hòa thượng ban đầu từ tại buổi lễ, Thượng tọa khuyến tấn toàn thể ni chúng chùa Phước Trường cố gắng giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong việc tu học, xây dựng ngôi Tam Bảo ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời Thượng tọa cũng có lời chúc phúc đến quý Phật tử đầu năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Quý vị thân mến, chương trình điểm tin hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online TV xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.